Mỗi ngày uống một cốc mật ong chanh hướng gió vào buổi sáng sẽ giúp bạn giảm được cân. Nhưng mà giảm được bao nhiêu cân thì lại không ai nói. Người ta chỉ nghe thấy những điều mà người ta muốn nghe. Chính vì thế, tác dụng hỗ trợ giảm cân của ly mật ong chanh gừng dù là được đặt dưới cùng, dù khả năng hỗ trợ giảm cân của nó là khá thấp, nhưng mà vẫn được mọi người lưu tâm nhất mà không cần quan tâm đến những tác dụng khác. Chứ thật ra, mật ong gừng là một trong những công thức detox vừa tự nhiên, vừa rẻ nhất mà bạn từng biết. Từ sau đại dịch, gừng được bán đắt như tôm tươi vì công dụng làm ấm cơ thể, trị ho, chống viêm rất hiệu quả. Còn mật ong nguyên chất cũng có tác dụng giảm ho, giàu chất chống oxy hóa cho cơ thể nên cũng được mọi người săn lùng tìm mua. Thế cho nên là từ sau dịch, nhà mình lúc nào cũng có sẵn một hũ gừng ngâm mật ong hoa vải để dùng dần. Mình dùng mật ong hoa vải nguyên chất của JCB vì nó khá là thơm và nó cũng có cái độ ngọt thanh kiểu tinh tế nữa. Còn thế nào là ngọt kiểu tinh tế thì mọi người tự cảm nhận nhé. Một thìa gừng mật ong thêm vào nước ấm và vài giọt chanh thôi là đã có ngay một cốc detox siêu rẻ và đơn giản. Uống khi ngủ dậy sẽ giúp làm sạch dạ dày này, kích thích tiêu hóa, trị chứng khó tiêu đầy hơi, vân vân. Còn nếu mà uống vào buổi tối thì sẽ giúp giấc ngủ được ngon và sâu hơn. Còn giảm được cân hay không á, còn phụ thuộc nhiều vào ý chí quyết tâm ăn uống và tập luyện của mỗi người nha, chứ không phải nghe những cái câu như là